Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ythien TV trong phần chơi Minecraft Amplify. Và mình đang đứng ở lò bột xương. Hiện tại mình đang farm tuyết. Chúng ta có con người tuyết được nhốt ở phía bên trong này, ngay kế bên cái đường vô của lò bột xương. Chúng ta chỉ cần lấy xẻng và gõ. Các bạn đừng lo, cây xẻng của mình nó cũng gần hư rồi. Chúng ta sẽ nhanh lắm, 96 lần nữa. Rất là lẹ thôi. Chúng ta sẽ có được cái lượng tuyết rất là lớn ngay từ đây. Này là được mấy quả cầu tuyết trước. 78 nha, phải ngó vừa làm vừa ngó, nếu không là mất cây xẻng xịn của tôi đó. Và chúng ta hãy farm cho hết nào, bây giờ hãy cẩn thận. 38 lần nữa thôi, nghỉ, không có farm tiếp nữa. Ta sẽ chuyển hết những cái quả cầu tuyết này thành những cái khối, bởi vì mình sẽ sử dụng những cái khối này để xây nhà của mình. Chúng ta sẽ có cái này để dùng để làm trần, những cái tuyết này nè. Hồi ban đầu mình dự định dùng tuyết để làm tường. Có lẽ là chắc sẽ phải quay lại vấn đề đó, chúng ta dùng tuyết làm tường, dùng code để làm trần cho nó đỡ hao hụt nguyên liệu. Đi kiếm nguyên liệu cực quá đi, thiệt là chịu không nổi khi mà phải đi kiếm quá chừng luôn á. Lỡ rồi, cầm lên làm gì thiệt tình. 8 chia đều ra 11, 10, còn 16 cục đi nữa nè. Và ngay tại đây chúng ta có cái bàn chế tạo, các bạn có thể bỏ phần tuyết vào và để như thế này, nó sẽ tạo ra thành cái snow layer như mình nói. Chúng ta làm cái snow layer thì chúng ta có thể đặt ở đây, chúng ta có thể cho nó cao lên từ từ chẳng hạn. Đó, thì cái snow layer chúng ta sử dụng như vậy, và khi đập bằng tay thì nó sẽ bể hết luôn. Bây giờ mình sẽ quay về để mình sửa cái này lại, và chúng ta hãy so thử coi giữa tuyết và cái Nether Code cái nào đẹp hơn để chúng ta làm tường. Sau những cái tập mà mình phải đi kiếm cái Nether Code thì mình cảm thấy quá đuối, không biết bao nhiêu mới đủ cho cái nhà đó nữa. Nên mình nghĩ là chúng ta nên chơi xài cái phần tuyết này đi, chúng ta ốp cái tường lên nó sẽ dễ dàng hơn. Và mình đã sửa lại hết toàn bộ khu vực ở bên này, thiệt là mệt. Nó mất cho mình cũng khoảng rất là lâu rồi, mình cũng chẳng đếm bao nhiêu lâu nữa. Chúng ta đang có khu vực bên ngoài thì vẫn y chang như vậy, khu vực bên trong thì chúng ta sẽ khác một chút xíu là nó sẽ rộng ra hơn phần bên ngoài. Và bây giờ mình sẽ sử dụng kiến để mình ốp xuống. Mình sẽ phân cách hai cái phần này ra bằng kiến. Chúng ta sẽ chia làm hai phần. Mỗi bên chúng ta sẽ có công việc riêng của nó. Ở bên này chúng ta là phòng khách, còn bên đây là phòng giải trí. Nó nằm kế bên nhau vậy đó. Khách sao mình chịu nổi. Bên này chúng ta sẽ có những cái tiện nghi khác như tập gym rồi gì này nọ đó, chúng ta sẽ làm ở bên này. Còn bên đây chỗ này sẽ tiếp khách. Ở bên đây chúng ta sẽ có một cái cầu thang, thì cầu thang mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Bên dưới cầu thang này vệ sinh như mình đã nói. Mình bỏ cái đường đi ở chính giữa. Và chúng ta sẽ phải ốp gạch lại ngay bên này. Thì mình vẫn chưa ốp. Ui, quất bể rồi. Mình vẫn chưa ốp gạch. Bị quán rồi đó, nãy giờ mình làm mình phải suy nghĩ rất là vất vả. Bởi vì mình thay đổi cái Resort Park á, cho nên cái thiết kế cũ nó không còn đẹp nữa. Cái Resort Park này vô thiết kế cũ của mình ở ngoài thế giới test đó, coi thấy gớm lắm, nên mình quyết định là mình phải xây lại, và mình phải chọn lại một cái kiểu xây dựng khác. Ở bên đây như chúng ta đã nói, chúng ta sẽ có một cái cái phòng này nó hơi lớn, chúng ta sẽ chia làm hai. Một bên chúng ta sẽ làm là phòng giặt ủi, một bên chúng ta sẽ làm bên này là nhà bếp, và còn cái này là phòng ăn chung của cả gia đình. Thì hướng này lên cầu thang thôi. Bây giờ mình còn phải ốp lại cái sàn ở đây nữa, và ốp lại cái sàn ở đây. Chúng ta phải ốp lại cái sàn bên trong này nữa, chúng ta làm cầu thang lên luôn. Thì để nói với các bạn thì trong tập trước mình đang suy nghĩ chúng ta dùng cầu thang màu gì thì mình vẫn chưa quyết định được, đúng không? Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cầu thang bằng core slab luôn, cho nó có cùng tông. Chơi cho một căn nhà trắng thiệt trắng luôn. Trắng gì mà sáng thế. Đây. Và cho căn nhà nó trắng thiệt trắng luôn. Vậy là chúng ta sẽ không cần phải lo nghĩ nữa. Lúc đầu mình suy nghĩ là chúng ta sử dụng acacia wood thì nó như thế nào. Nhưng mà thôi, chơi màu này luôn đi. Chúng ta sẽ lên như vậy luôn. Và cái trần này chúng ta sẽ chia làm đôi. Mình rất là mệt ở chỗ này. Rất là mệt. Bởi vì đáng lẽ chúng ta sẽ lên cầu thang ở đây cho trên này nó cao hơn một chút. Nhưng mà không được. Không thể nào làm được. Và nếu mà chịu chơi hơn thì chúng ta có thể không cần cái phòng làm đẹp ở trên này, chúng ta có thể làm một cái phòng, chúng ta có thể hy sinh ở chỗ này một chút xíu để chúng ta làm như là cây cảnh gì chúng ta trồng ở đây đưa lên trời luôn chẳng hạn, thì trên này mình phải chừa ra. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ về vấn đề đó. Nếu mà mình quyết định như vậy thì trước mắt là mình vẫn quyết định đây là phòng khách, còn đây là phòng tập thể dục thể thao, thư giãn, có trò chơi điện tử gì đủ thứ hết á. Rồi như đó thôi. Còn bên này thì như mình nói. Và bây giờ chúng ta sẽ cần phải ốp lại cái sàn này, bởi vì mình đã nới rộng nó ra. Chúng ta bỏ cái đường đi thì tự nhiên nó rộng ra thêm, nó rộng ra quá mà tới bây giờ mình cũng chẳng có biết là chúng ta nên làm như thế nào nữa. Mình đang bắt đầu trở nên hoang. Hiện tại chúng ta đã chia được một số cái phòng như sau. Giống như hồi nãy mình nói, chúng ta có phòng ăn lớn ở đây, đây sẽ là nhà bếp, qua đây sẽ phải là phòng giặt ủi. Thì bên phòng giặt ủi chúng ta có một cái cửa nhỏ để đi xuống nhà vệ sinh. Mình không biết là chúng ta nên để nhà vệ sinh ngay đây hay không, bởi vì mình dự định chúng ta sẽ có một cái đường đi xuống nữa, tại vì chúng ta sẽ có một cái tầng hầm ở dưới. Và có, nếu mà để nhà vệ sinh ở đây thì hơi kỳ, không biết có kỳ hay không nữa. Ở cuối phòng chắc cũng không sao, nhưng mà cái quan trọng là mình xây cái đường hầm trước thì mình mới biết được là mình nên để cái cửa nhà vệ sinh ở hướng nào thì ổn. Có thể là mình sẽ để cái đường này là đường đi xuống tầng hầm, chúng ta không có đi ngang qua đây mất công. Chúng ta đi vô đây, đi vô nhà vệ sinh thì có phòng tắm ở đây nè, vô đây luôn cho nó gọn. Và ở trong nhà này thì mình nếu mà có ốp gạch thì chúng ta sẽ ốp lại một loại gạch thôi. Ở đây mình không sử dụng gỗ nha các bạn. Gỗ mình nghĩ là khu vực đụng tới nước nhiều thì chúng ta không có xài gỗ cho nó bảo đảm. Đây là phòng gì ta, quên mất rồi, phòng giặt ủi. Vô phòng giặt ủi, qua đây là nhà bếp. Nhà bếp thì không có cửa, chỉ có mấy cái phòng này mới có cửa thôi. Phòng này có cửa nè, chúng ta sẽ ốp một loại gạch giống nhau. Và ngay bên này mình như mình đã nói là chúng ta sẽ chơi luôn. Chúng ta sẽ có một cái vườn cây nằm ở trong đó, chúng ta sẽ trồng cây lên. Bên đây là nhà vệ sinh nhỏ ở bên dưới cầu thang như mình nói. Và chúng ta sẽ có cái phòng tắm cũng khá là rộng ở phía bên trong này. Có lẽ chúng ta sẽ phải chặn cái cầu thang chỗ này lại, tại vì bên trong này cũng không có ích lợi gì hết, để sâu quá cũng chẳng làm gì. Và chúng ta sẽ coi thử coi bên đó nó như thế nào trước. Còn ở khu vực xung quanh này chúng ta đã chia ra xong và mình đã ốp cỏ lại trong này. Mình chỉ cần bỏ một khối cỏ vào trong này thì tự động nó hoạt, nó lan ra thôi. Chúng ta có thể leo lên trên này nhìn cũng được. Bên đó chắc là không cần phải ốp cái sàn đẹp như vậy. Chúng ta để gỗ vô đi, lại thay đổi. Tại vì khó có thể biết được là nên có phải thay đổi như vậy hay không. Bởi vì mỗi cái sàn, mỗi cái nhà, thường thì các bạn nhà chúng ta ốp cùng một loại mà đúng không? Mình cũng suy nghĩ là tại sao chúng ta không ốp cái kiểu khác, thì ốp kiểu khác thành ra nhà nó cũng tùm lum nữa. Nên thôi chắc là lát nữa chúng ta sẽ ốp gỗ lại đi. Chỉ riêng cái phần này thì chúng ta mới, phần nhà tắm với lại nhà bếp thì chúng ta mới ốp cái gạch theo kiểu này. Chúng ta sử dụng chia sen nằm xen kẽ với lại stone lab cũng rất là đẹp ha. Bây giờ chúng ta sẽ phải kéo cái tường này lên cao hơn để chúng ta bắt đầu chuẩn bị xây cái trần. Để mình kéo cái tường lên trước đã, thì công việc này nó sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian, nên chúng ta cứ làm xong rồi mình sẽ tiếp tục cập nhật giống như nãy giờ mình đang làm, để các bạn đã phải xem những cái giai đoạn xây dựng như thế này. Và chúng ta cũng đã ốp lại toàn bộ cái trần ở đây, mình cũng đã ốp lên cái cầu thang bên này nữa. Chúng ta đã có lên phần tường và các bạn thấy những cái lỗ ở đây đúng không? Chúng ta sẽ ốp những cái sea lantern vào bên trong để chúng ta thắp sáng khu vực ở trong lên. Mình sẽ có những cái sea lantern này đặt theo thứ tự mà mình đã sắp xếp rồi. Những cái phòng riêng biệt thì sẽ có những cái chỗ đèn riêng biệt, nó không có giống nhau hết. Và nó cũng khá là khó khăn cho mình để cái lúc mà mình đi tính toán coi mình nên đặt như thế nào đó. Thì chúng ta có một vài chỗ nó cũng không có đẹp lắm. Nó ví dụ như cái khoảng cách ở đây chỉ là 3 ô, nhưng ở đây thì lại phải là 4 ô này mới vừa. Nên nó không đẹp như mình nói là như vậy. Bây giờ chúng ta qua đây lại là 4 ô mới ghê. Thành ra chúng ta làm đi. Cái này cũng không quan trọng nữa, chắc không ai để ý cái phần đó nên không sao cả. Chúng ta đập lấy lại cái sea lantern này nào. Ở ngay tại đây thì chúng ta có hai cái đèn kế bên nhau. Thì mình không biết có hay hay không, nhưng mà có thể chúng ta sẽ dịch lùi cái đèn này về một chút xíu trong lúc sắp tới nếu mà chúng ta cảm thấy nó không hợp. Và mình dự định ta sẽ có một cái đèn ở giữa này thì có thể là nó sẽ không đủ ánh sáng, cho nên chúng ta sẽ có hai mặt hai bên luôn. Trong lúc xây dựng thì mình vẫn phải đi farm thêm tuyết rất là nhiều, hơi bị mất công một chút, nhưng mà bây giờ thì là ổn rồi đó. Bây giờ chúng ta có thể dập đuốc, chúng ta có thể đảm bảo là phía bên trong này đủ độ sáng. Chúng ta mở coi F3 nào, độ sáng là 9, trong góc này cũng là 9. Như vậy là tất cả đều đã ổn. Chúng ta dập hết đuốc trong những cái phòng còn lại. Hiện tại mình vẫn còn đang cắm đuốc, và riêng cái phòng này chúng ta sẽ là đường đi xuống, cho nên mình chưa biết cắm đuốc như thế nào. Ngay tại đây thì có vẻ nó hơi tối thì phải. Chúng ta dập cái đuốc đi thử coi. Ánh sáng có chỗ 7. Như vậy là nó sẽ hơi tối, thì chúng ta sẽ phải thay đổi một chút xíu. Chúng ta sẽ phải hy sinh chỗ này ra, gắn cái đèn vô. Và làm như vậy thì nó sẽ đều hơn. Ánh sáng nó lên 8 rồi. Ánh sáng tốt nhất là phải từ 8 trở lên. 7 thì nó hơi thấp. Còn ngay tại đây thì chỗ này đáng lẽ cách đây phải 3 ô cho nó đều nhau. Nó cách 3 ô thì chúng ta sẽ có 4. Chúng ta sẽ có, nó nằm qua đây nè, nếu nó nằm qua đây thì chúng ta có 5 ô ở giữa, và chúng ta chạy thêm một cái hàng ở giữa nữa thì cũng không đẹp mắt gì cho lắm. Ở chỗ này mình đã giật cái kiến ra thì chúng ta sẽ đổi thành kiến trắng chứ không chơi kiến màu ở giữa đó, bởi vì kiến màu mà xài ở khu vực này chúng ta sẽ bị ngán tầm nhìn lắm. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ ốp kiến trắng vào kiến trong, chứ không phải là kiến trắng mà là kiến trong. Kiến trong nó sẽ phù hợp hơn. Và mình quên, chúng ta không có chừa cái trung tâm nó lại. Chúng ta chừa cái trung tâm của nó ra, bởi vì chúng ta sẽ cần cái trung tâm đó để đi vô. Nếu các bạn để ý thì cái hành lang này hồi ban đầu mình vẫn kéo cái đường, cái cây qua để chặn cái tường xuống, nhưng mà bây giờ mình bỏ rồi. Cái tường mà chúng ta chặn như vậy thì nó cảm giác nó không đẹp mắt cho lắm, vì thế chúng ta bỏ đi. Ở bên trong này là một cái vườn, chúng ta sẽ có một cái khu vườn ngay giữa nhà. Và bên trên chúng ta có một, ở bên trên này chúng ta có thể nhìn xuống đây được luôn. Nó cũng khá là hay theo mình nghĩ, chúng ta thiết kế như vậy. Và cái nhà này thực chất có xây rồi cũng không có giá trị để xây ở ngoài đời thường. Bởi vì nhà không có cửa, chúng ta không có một cái cửa nào có thể khóa chốt đàng hoàng hết. Cái tình hình này là sẽ bị ăn trộm đây. Cho nên chúng ta đành phải sống trong Minecraft nếu mà bạn muốn xây cái nhà này. Và mình cũng không hiểu tại sao mình có thể suy nghĩ ra được một cái thiết kế vô cùng kỳ lạ như thế này. Xây nhà mà không cần gắn khóa, gắn gì hết trơn. Chắc là tự tin về độ an toàn. Chúng ta ốp lại mấy cái này đi. Và như vậy chúng ta đã hoàn thành xong được cái tầng trệt. Thì phần tầng trệt này chúng ta để đèn vô là xong. Chúng ta có ánh sáng ở chỗ nào đó là 7. Thì mình sẽ coi lại cái phần này để mình đi lại đường đèn ở trong này cho nó đẹp mắt lại. Và ngay tại đây chắc là giữ. Còn ánh sáng là 7. Cũng không sao. Nhưng mà ở chính giữa này nè, có lẽ chúng ta sẽ làm luôn đi cho mọi người có thể xem được luôn. Chúng ta sẽ đổi lại một chút xíu. Chúng ta sẽ đập cái sea lantern ra. Chúng ta gắn lại cái cục này vô. Sea lantern nằm ở kế bên. Đập sea lantern ra trước nha. Và chúng ta gắn khối tuyết vào đây. Chúng ta sẽ có mấy ô ở giữa. Thì chúng ta đập ra mấy ô này luôn. Chúng ta gắn sea lantern vào là xong. Mình sử dụng sea lantern là vì nó dễ kiếm thôi. Chúng ta vẫn có thể sử dụng glowstone, nhưng mà glowstone đá tỏa sáng nó lại không có đẹp mắt lắm trong cái nhà khi mình xài. Nhà thiết kế hiện đại bạn nên sử dụng sea lantern. Và chúng ta kiểm tra lại ánh sáng xem. Ánh sáng hoàn toàn tốt. 8, 9, 10 không thì được. Đừng có để ánh sáng nó sụt xuống 7. Ánh sáng sụt xuống 7 có thể có những thứ rất là rối rắm khi mà để ánh sáng nó rớt xuống như vậy. Và ngay tại đây chúng ta có những cái phòng thì mình sẽ gắn cửa vào sau. Chỉ những cái phòng nào không có cửa thì chúng ta mới có phần thông như thế này. Vậy chúng ta cũng đã ốp xong được cái đường đi lên. Thì trên này, ở trên này chúng ta sẽ cần thêm 2 lớp. Bởi vì bức tường, đầu tiên chúng ta ốp bức tường lên nào. ta sẽ ấp bức tường chạy xung quanh nhà lên, nó sẽ chạy lên như vậy trước. Chúng ta sẽ xây cái trần này dày 3 lớp, nghĩa là chúng ta có cái trần của tầng dưới, một cái lớp đệm, và chúng ta sẽ lên tới cái sàn của tầng trên. Còn ngay tại đây để mình ngó một chút, chúng ta vẫn có thể đó để đây được, cái đó thì mình sẽ tính sau. Còn bây giờ chúng ta đi cái đường viền của cái nhà trước. Đây là vách tường xung quanh, thì mình sẽ phải đi farm, chắc là phải tham thêm tuyết để chúng ta đóng vô trong này. Xây dựng hao vật liệu quá. Chúng ta có tuyết nào nữa hay không? Không có. Tuyết là đẹp nhất rồi, bởi vì trong Resort Park này cái Nether Code block, đá thạch anh gì đó, cái màu của nó hơi bị ngà ngà. Mình không thích cái màu nó ngà ngà lắm, nhìn nó xấu xấu thế nào á, cho nên chúng ta không có sử dụng. Và ngay tại đây chúng ta đập tuyết ra thì chúng ta vẫn lấy được lại nguyên cái quả cầu tuyết. Ở đây hiện ta ốp kiến nha các bạn. Ở đây mình vẫn ốp kiến, chúng ta sẽ có một cái đường kiến đi ngang qua. Mình không có đem đủ kiến xanh, bởi vì khu vực này nó cũng không có gì quan trọng. Với lại cái kiểu mẫu của cái nhà này là toàn bộ chỗ này chúng ta ốp kiến lên, nó có ngang cái tầng này cũng không sao hết á. Thì cái thiết kế là quyết định như vậy. Và bây giờ chắc là mình sẽ phải ốp hết toàn bộ nơi này lên. Riêng mỗi nơi đây thì chúng ta sẽ phải đi đường kiến lên 3 ô. Này là mới 1 ô à. Và còn 3 ô nữa, 2 ô nữa. Kiến trong để chúng ta có thể nhìn xuyên qua được, nó dễ dàng hơn. Nhìn từ ngoài vô nó cũng đẹp hơn. Có thể nói là trong tập này chúng ta đã đi được cũng rất là nhiều. Còn trong tập trước thì mình dần vũ với cái thiết kế, nó không thật sự đẹp mắt. Với lại chúng ta bị thiếu tài nguyên quá. Chúng ta phải sử dụng tài nguyên Nether Code đó mà xây nhà thì thật là khó chịu. Với lại cái màu nó cũng không sáng nữa. Chúng ta phải xây so sánh nè. Và bây giờ chúng ta lên 2 ô rồi, chúng ta còn lên thêm 1 ô nữa là chúng ta xong được cái phần này, để cái phần kiến này thôi. Cái phần này nó sẽ lên tới trên nóc nhà luôn. Ở đây mình chỉ kéo lên sẵn để sau này mình dễ dàng làm việc hơn thôi. Bây giờ chúng ta khó có thể nhìn thấy rồi đó ha. Và chúng ta sẽ có một cái bức tường lên ngay đây. Chúng ta kéo từ đây qua luôn đi. Chúng ta sẽ đi lên thêm. Ta vẫn có đem cầu thang không? Không có đem cầu thang theo. Chúng ta sẽ... chỗ này lộn. Xây cũng có lúc lộn chứ. Chúng ta sẽ bước lên đây. Có cầu thang lên đây, lên 1, lên 2. Và cái ở trong này chúng ta sẽ trồng cây, trồng cỏ, rồi mình sẽ gắn đèn vào sau. Bây giờ chúng ta sẽ phải ốp cái phần này lại. Chúng ta sẽ phải ốp bằng tuyết. Mình vẫn còn một mớ tuyết ở trong mấy cái thùng ở bên ngoài. Thì mình sẽ dùng tuyết này để ốp lại hết. Rồi sau khi chúng ta ốp lại hết, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cái phần thô của tầng 2 nhé. Và chúng ta đã ốp xong những cái phần quan trọng, như là khu vực ở giữa này mình đã đổi lại. Chúng ta hồi nãy chúng ta có 3 lớp kiến đúng không? Thì sau khi mình ốp lên cái sàn ở trên đây, mình thấy 3 lớp kiến ở đây, nó sẽ làm lộ ra cái trần ở đó, nó không đẹp nữa. Mình đã đổi thành 3 lớp tuyết, 3 khối tuyết. Và cái sàn này chúng ta vẫn giữ là cái sàn bằng đá gỗ brut. Dạo này hay nói kiểu đá ghê, không hiểu nổi. Ở ngay tại đây thì mình đang đắn đo vân vân là không biết mình nên ốp kiểu gì. Thì mình sẽ ốp dạng nửa dưới của Nether Coat block, nghĩa là mấy gạch này nè, nó sẽ ốp nằm ngang qua. Nó sẽ đi từ đây cho đến hết đường đụng tường, như là cái đường gạch ở bên dưới luôn. Không biết các bạn có thấy cái kiểu nhà này nhiều hay không, nhưng mà mình thấy kiểu nhà này cũng được xây nhiều lắm đó. Và chúng ta sẽ ốp hết phần này ngay tại đây. Và ngay tại đây thì nó cũng không có quá nhiều để chúng ta có thể làm luôn trong lúc này. Rồi, đập bỏ. Ê, coi chừng. Lâu lâu nó cũng hay bị khùng khùng như vậy đó. Đặt rồi mà cái khói nó biến mất, xong rồi tự nhiên nó lại hiện ra từ đâu đó. Vui lắm. Nhất là làm ở trên cao, chúng ta đặt xong, chúng ta ỷ y là nó có rồi, và thế là nó lại biến mất. Và làm một cái bịch. Như vậy là chúng ta đã xong được phần mặt tiền. Thì mặt tiền nó như thế này. Mình sẽ suy nghĩ để có thể là mình đập mấy cái phần đá này ra, mình đổi thành cái core slab luôn chẳng hạn, cho nó đi đồng bộ với lại toàn bộ khu vực bên trên luôn. Như thế này nè, nó sẽ đồng bộ hơn. Chứ để cái này nhìn nó hơi kỳ. Và ở bên trong này chúng ta chỉ có một cái đường vô ở phía tầng trệt thôi nha các bạn. Ở đây chúng ta chỉ có một cái đường vào ngay phía tầng trệt, còn ở trên lầu thì chúng ta sẽ không có đường vào, bởi vì trên lầu mà có đường vào thì chắc là té lội cổ luôn á, lộn đầu trên này xuống, biểu diễn parkour. Bây giờ mình sẽ ốp cái cầu thang vào ngay tại đây. Chúng ta sẽ có đường cầu thang đi lên và đường cầu thang đi xuống, đi lên lẫn đi xuống đều chung một chỗ. Chúng ta sẽ có hai đường đi và ngay tại đây thì mình sẽ sử dụng kiến. Chúng ta sẽ ốp kiến để làm ban công. Và bên kia nữa, bên kia chúng ta sẽ có một cái đường nữa để ốp kiến cũng ngay tại đây. Chúng ta sẽ ốp ban công. Nhà này chủ đạo là màu trắng cho nên mình xài màu trắng rất là nhiều. Bởi vì cái phòng bên đây là một cái phòng vô cùng đặc biệt và mình cũng phải chọn một cái vật liệu xây dựng vô cùng đặc biệt cho nó. Cho nên bây giờ chúng ta không thể xây được. Chúng ta sẽ để dành nó lại trong những thời gian sắp tới, khi mà mình đã có đủ cái vật liệu. Mình sẽ ốp cái sàn ở đây lại. Chúng ta sẽ lo phần bên này trước. Phần bên này thì chúng ta chỉ còn ốp gạch vào nữa là xong. Ốp phần này gỗ chứ. Tại vì nhà thường ốp gạch, còn nhà tôi ốp gỗ nên tôi lộn. Nhà chơi sang quá mà. Mình đang suy nghĩ coi chúng ta có nên... đáng lẽ là chúng ta sẽ có một cái hồ bơi. Không phải hồ bơi mà phòng tắm ngoài trời luôn cho nó mát. Nhưng mà chỗ này cô bộ không làm được, vì phòng tắm vô thì nó hơi kỳ, nên quyết định là mình sẽ không xây phòng tắm ngay tại đó. Chúng ta cũng ở khá là cao ha. Ở trên cao thì thoải mái hơn. Thường thì mình rất thích có ở trên cao, chúng ta có thể nhìn xuống bên dưới. Có nhiều thứ sẽ rất là thú vị ở bên dưới. Chúng ta đi xuống dưới lấy thêm gỗ nào. Và ngay tại đây chắc là chúng ta sẽ đổi luôn đi. Đã lỡ làm thì làm luôn. Ở ngoài này thì đố ai thấy được cái lớp kiến nếu mà không chịu nhìn. À, còn một phần nữa. Ở đây thì phần kiến đi từ dưới đất lên trên, nó sẽ lên tới khi nào mình làm cái trần ở trên này luôn, nó sẽ đụng trần luôn. Đó. Qua đây chúng ta cũng sẽ ốp cái phần này đi lên đụng trần luôn. Chúng ta sẽ có một cái... chắc không để giếng trời đâu. Có nên để giếng trời hay không? Mình cũng không biết nữa. Giếng trời là cái thuật ngữ dùng để sử dụng trong nhà, thì nó có cái phần này nè, để cho ánh sáng nó vô. Nếu mà không có quái thì tốt. Có lẽ là mình sẽ ốp cái đợt kiến ở phía trên để chặn nó lại thôi, chứ không có làm cái giếng trời. Lỡ trời mưa cái nó mưa xuống. Nếu chúng ta tính theo thực tế thì mưa rơi xuống như thế này có ngày ngập lụt, không ổn. Chúng ta chỉ làm như vậy thôi, chúng ta không có đặt cái giếng trời. Và ngay tại đây có lẽ chúng ta nên kéo cái bức tường qua để mình biết tới đâu là tường. Bây giờ mình sẽ đi xuống lấy thêm gỗ. Như vậy là chúng ta gần xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ cần phải giải quyết thêm một vài vấn đề về tường, cũng như là vài vấn đề về vật liệu xây dựng. Cái tuyết của mình đang gần hết rồi, thì mình sẽ đổi khu này lại luôn. Mình vừa làm một con golem tuyết để phía bên này. Chúng ta đổi qua cây sẻng nào. Vì chạy qua chạy lại giữa lò bột xương và nơi đây nó cũng khá là mệt mỏi. Tại sao chúng ta không làm luôn ở đây đi? Chúng ta sẽ có con golem tuyết đứng hai ô ở đây. Bạn đặt một tấm kiến ở phía trên, sau đó bạn đứng đây bạn farm tuyết thôi. Đây là cái máy farm có thể nói là đơn giản nhất trong Minecraft. Không cần phải có nhiều khả năng hay là kỹ thuật gì hết. Chỉ cần hai cái tuyết như thế này, hai khối tuyết. Chúng ta cần thêm một cái bí ngô là xong. Đó. Đây là cách farm tuyết dễ nhất. Và như vậy là các bạn đã biết cách mà mình farm tuyết để xây dựng. Thì chúng ta đang có một cái bức tường khá là trơ trụi. Dùng từ gì cho đúng nhỉ? Bởi vì nhìn bức tường này nó không có gì trơn. Nó nhìn nó khá là trơn tru bằng phẳng. Và nó cũng chẳng có điểm nhấn gì hết. Có thể khi chúng ta đi nội thất, mình sẽ phải... đục một vài lỗ ra, gắn mấy cái kiến vô để chúng ta làm cái nơi có thể chiếu sáng vô trong lúc ban ngày. Cái kiến mà hồi nếu chúng ta xây nhà thì chúng ta xài cái kiến rất là dày ngay đó đó, kiến hộp rất là dày. Chúng ta còn một chút xíu ngay đây để mình ốp luôn đi. Bởi vì mình muốn hôm nay chúng ta sẽ làm cho xong nơi này, và trong tập sau thì có thể chúng ta sẽ đi nội thất luôn. Và bây giờ mình sẽ đi đào thêm tuyết để chúng ta tiếp tục dựng cái bức tường này lên. Mình sẽ suy nghĩ coi ở đây chúng ta sẽ chia ra bao nhiêu phòng nữa thì chúng ta sẽ chia luôn. Và bây giờ mình đã ốp xong được toàn bộ khu vực tầng 1 này luôn. Cũng là cái tầng duy nhất của căn nhà này, chúng ta chỉ có hai tầng thôi, tầng trệt và tầng 1. Ở bên đây là cái phòng mà mình đã chuẩn bị sẵn để làm một chuyện vô cùng đặc biệt. Thì cái phòng này chúng ta đã có những cái lỗ y chang như những cái lỗ vừa rồi mình làm bên dưới. Chúng ta sẽ ốp lại hết toàn bộ nơi đây bằng sea lantern. Và mình đang suy nghĩ làm sao để mình kháng quái ở mặt trên. Thì có lẽ là mình sẽ phải sử dụng tới Nether Coat Slab. Bởi vì nó cũng có khá nhiều, nó ốp lên trên thì chúng ta cũng có được cái bề mặt cũng rất là đẹp. Chúng ta không có nhìn lên trển nhiều đúng không, nên chúng ta ốp cũng được. Và một cái quan trọng là không biết mình có đủ để ốp hay không. Thì cái đó mình vẫn chưa biết. Chúng ta sẽ làm cái phần gắn đèn này vô trước. Và như vậy là chúng ta có thể hoàn thành được rồi đó các bạn. Sau khi mình ốp đèn xong là chúng ta đã xong được cái phần thô. Chúng ta vẫn còn một vài chỗ cần ốp kiến vô thì mình sẽ đi ốp kiến luôn. Cái nhà này đã thành hình rồi, mừng quá. Nó đã dần dũ với mình cũng khoảng mấy ngày rồi đó. Bởi vì mình bị cái thiết kế nó cứ lệch qua lệch lại là một. Với lại xây một hồi thấy nó không vừa mắt, lại đập và xây lại. Cứ thế mình lặp đi lặp lại mấy ngày luôn. Bây giờ chúng ta ốp vô những cái sea lantern cuối cùng. Và có còn một số chỗ, hình như còn một số chỗ mình vẫn chưa có chuẩn bị chỗ để lắp cái sea lantern vào. Chúng ta hãy cẩn thận, mình đem theo hai cây cuốc lận, cuốc thược và cuốc siêu thích để chúng ta xài luôn. Bởi vì cuốc siêu thích sử dụng cho kiến nên mình mới đem theo. Và một cái nữa là mình tránh sử dụng cuốc siêu thích nhiều quá để cho nó đừng có bị hao mòn á. Chúng ta sẽ còn một lỗ ở đây, một lỗ ở đây và một lỗ ở, hai lỗ ở đây chứ. Thế là chúng ta đã xong. Ở khu vực này có tối quá hay không? Lại có gì lại không vậy? Ánh sáng là không luôn mới ghê. Rồi, ánh sáng đâu là không luôn vậy. Không biết có vấn đề gì hay không. Tuy nhiên là để chắc cú, mình sẽ phải chêm thêm một cục ngay đó. Bởi vì ánh sáng là không thì hơi ghê. Mình không biết ánh sáng hay không có ảnh hưởng gì hay tới cái vấn đề là quái xuất hiện hay không trong lúc này. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải chắc ăn. Và xung quanh đây chúng ta chỉ có một cái tường kiến ở đây. Còn trong này thì không có. Chúng ta có cái mặt kiến lớn ở ngoài. Bây giờ chúng ta sẽ đi ốp kiến ở ba chỗ còn lại. Ba chỗ trống này nè. Ở trên này chúng ta sẽ có một cái phòng ngủ, một cái phòng đọc sách và một cái phòng làm việc. Phòng đọc sách với phòng làm việc sẽ làm chung với nhau. Thì phòng ngủ sẽ nằm, chắc là không có chia phòng lớn ra. Chúng ta chỉ có một cái chỗ vách ngăn nhỏ để chia hai cái phòng ra thôi. Thì phần giường ngủ sẽ nằm đâu? Ngay đây nè, chúng ta nằm ngay bên ngoài này luôn. Không có leo ra ngoài được đâu. Mình ốp kiến vô là chúng ta không leo được nữa. Bây giờ chúng ta ốp ở phía trên. Và bây giờ tạm thời thì bên trên nó chắc là cũng có sea lantern nên nó sẽ sáng lên. Nó không có bị quái xuất hiện bên trên đó. Để chúng ta còn phần bên này nữa là xong. Và chúng ta hãy nhìn qua phần bên trái. Ở đây ta vẫn còn một cái lỗ hổng ở trển. Thì mình đang do dự là chúng ta nên ốp lại hay không, hay là cứ để yên nguyên như vậy. Thì theo mình nghĩ là mình sẽ ốp lại. Mình sẽ sử dụng kiến trắng, kiến trong chứ. Lộn, kiến trong với kiến trắng hoài. Chúng ta sẽ sử dụng kiến trong để chúng ta ốp lại. Bây giờ trước khi chúng ta tiếp tục thì chúng ta đi ngủ một cái. Và bây giờ chúng ta đang ở trên nóc nhà. Thì mình sẽ dùng kiến để mình ốp lại luôn. Ta sẽ xài kiến trong nha, để ốp lại toàn bộ nơi này. Và đang suy nghĩ một vấn đề nữa, đó chính là chúng ta dùng cái loại gạch gì để chúng ta ốp trên này để kháng quái. Mình không muốn có quái xuất hiện trên này. Nhưng mà theo mình nghĩ thì trong đêm nó cũng đã đủ sáng lắm rồi. Tuy nhiên là nếu chúng ta nhìn từ phía ngoài vô thấy trên này mấy cái sea lantern nhiều quá thì cũng thấy kỳ. Cho nên chúng ta sẽ phải coi thử coi chúng ta phải làm thế nào với nó để cho nó đẹp hơn. Ngay tại đây thì chúng ta ốp lại hết là xong. Mình đang có cái đường lên tạm thời phía bên kia thôi. Tại vì hồi nãy mình thấy mình ốp lệch mấy cái sea lantern ở đây. Đây là đường đi lên tạm thời của mình. Chúng ta sẽ không có đường lên trển nữa. Nếu lần sau mình có muốn lên trển thì mình sẽ tính cách khác. Còn chúng ta có một cái khu vườn ở chính giữa nhà, chúng ta thể đứng đây để xem được. Và ngay tại đây chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nhỏ ngay tại đây. Chúng ta sẽ làm trong mấy góc đó, nên mình chừa cái góc đó. Để cho cái mặt sau nó đỡ trống trải thì mình đã thêm vô cái phần cửa sổ ngay tại bên này. Chúng ta hãy đi một vòng xung quanh nhà đặng chiêm ngưỡng cái nhà một lần nữa nào. Đây là phòng đặc biệt. Còn đây là ban công, chúng ta có hai cái ban công trước và sau để mình có thể ngắm. Và ngay cái miếng này thì mình đã nâng nó lên một chút xíu. Lát nữa chúng ta vòng ra mặt trước chúng ta coi, các bạn sẽ thấy được. Bây giờ chúng ta đi xuống tầng dưới. Đáng lẽ chúng ta phải chiêm ngưỡng từ ngoài vào trong. Cái này chúng ta chiêm ngưỡng từ trên, từ trong ra mới ghê. Đây là phòng ăn. Đây là nhà bếp. Vẫn còn cần phải làm vài thứ trang trí. Ở đây là phòng chứa dụng cụ, trang thiết bị, rồi giặt ủi gì đó. Còn đây là đường đi xuống tầng hầm. Tầng hầm này mình sẽ xây sau. Chúng ta sẽ có một cái nhà vệ sinh nhỏ ngay bên dưới chân cầu thang để cho mọi người có thể sử dụng được. Còn ở đây là phòng khách, thì phân nửa là phòng khách, phân nửa là khu vực giải trí của gia đình. Vô đây chúng ta có một khu vườn ở phía trong này, chúng ta có thể đứng dưới này nhìn lên phía trên. Tuy nhiên là chúng ta không thấy được gì trên đó đâu. Và trên đó mình cũng không có lắp cửa, lỡ như mình nói là chúng ta té lộn cổ xuống phiền, không ai mà bắt đền được đâu. Ta đi ra ngoài, chúng ta nhìn lên thì mình đã đẩy cái miếng nó lên và mình đổi cái phần cột ở đây thành core block luôn. Nếu mà để tuyết thì nó nhìn hơi kỳ. Đó, như mình nói, chúng ta nhìn ngoài sau thì nó hơi bị trơn tru quá. Nên bây giờ mình sẽ có thêm một vài cái cửa sổ khi chúng ta trang trí nội thất ở bên trong. Còn mặt bên này chúng ta có một cái phòng được dựng kiến lên. Cái phòng này đáng lẽ như thế này thì nó cũng hơi xấu, nhưng mà hơi kệ đi, lỡ rồi. Thiết kế này mình thay đổi cũng quá nhiều rồi, giờ mình cũng hết biết đổi làm sao cho đẹp luôn. Chúng ta leo lên trên cao để nhìn cái nhà từ trên cao trở xuống thì sao nào. Nó ngang tầm hơn, chắc là sẽ đẹp hơn. Đây là nhìn kích thước. Nói chung là có nhiều cái mình đã đổi nên bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa. Cái thiết kế góc nó hơi khác một chút. Nhưng mà cái nhà này cũng rất là hợp ý rồi. Thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hãy tiếp tục ủng hộ ythien TV nữa nhé. Thì trong tập sau chúng ta có thể sẽ trang trí phần nội thất bên trong trước để chúng ta có cái nhà hoàn chỉnh luôn. Thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.